Lộ trình vượt biên đi đi về về, thần không biết quỷ không hay của bệnh nhân 3051, người mang virus nCoV đi du lịch khắp 5 tỉnh thành. Sau 3 ngày làm việc với điều tra viên công an Hải Dương tại bệnh viện, Tài, bệnh nhân 3051, khai nhận đêm 20 tháng 4 được người anh họ sống ở thủ đô Lào đưa đến bến xe khách cách nơi ở khoảng 5km tìm đường về Việt Nam. Tài là lao động tự do, mới vượt biên sang Lào chưa đầy 1 tháng và không tìm được công việc phù hợp. Thời điểm đó, ca nhiễm ở đất nước này đã bắt đầu tăng vọt sau kỳ nghỉ Tết cổ truyền Bum Bim Mai. Theo lời khai của Tài, 2 ngày đêm trên hành trình rời Lào, Tài di chuyển qua một chặng xe khách, trung chuyển sang xe con, rồi lên xe đầu kéo để tiếp tục đến gần biên giới. Anh ta sau đó được đưa lên một thùng container rồi đóng kín cửa. Chiếc xe đi thêm 4 tiếng nữa, dừng lại khoảng 40 phút để thông hành qua một trạm kiểm soát. Chiều ngày 22 tháng 4, khi Tài vừa về đến đất Việt Nam, thủ đô Lào chính thức bị phong tỏa 2 tuần do bùng phát 26 ca Covid mới. Qua biên giới Việt-Lào, xe đi tiếp thêm 1 tiếng nữa rồi dừng lại. Một người đàn ông Việt mở cửa, bảo Tài lên cabin ngồi. Khoảng 19 giờ ngày 22 tháng 4, chiếc xe thả anh ta dọc đường quốc lộ để bắt xe khách Bắc Nam về Hải Phòng. Tài lên xe khách giường nằm, không biết nhà xe, màu sơn, biển kiểm soát. Về đến Hải Phòng là rạng sáng 23 tháng 4. Xuống xe ở cầu Niệm, anh ta bắt xe ôm về khách sạn Tường Vi 2 tại đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng. Ở đó 2 ngày rồi về thành phố Hải Dương. Trước đó vào cuối tháng 3, Tài cũng vượt biên từ Việt Nam sang Lào với thủ đoạn tương tự. Anh ta rời thành phố Hải Dương từ tháng 7 năm 2020 và thường liên lạc với người anh họ qua mạng xã hội. Được sự hướng dẫn của anh họ, Tài lên xe khách ở bến xe Đông Hà, tỉnh Quảng Trị vào rạng sáng ngày cuối tháng 3. Anh thuê phòng nghỉ lại rồi được số điện thoại lạ gọi đến, có người báo sẽ đưa sang Lào. Người đón khoảng 40 tuổi, đeo khẩu trang, mặc áo khoác trùm kính mặt đầu đưa đến địa điểm vắng. Người đàn ông giọng miền Trung lấy khăn bịt mặt anh ta, nói đây là nguyên tắc. Tài khai qua rất nhiều chặng xe đưa đón, anh cùng 3 người đã tới nơi, được anh họ đón về thủ đô của Lào. Gần 1 tháng ở Lào, anh ta chỉ quanh quẩn ở gần nhà anh họ, tiếp xúc với 4 người Việt cùng sống tại đó. Chiều ngày 29 tháng 4, khi đang ở Hải Phòng, Tài nhận được cuộc gọi của người anh bên Lào, nói 4 người từng tiếp xúc với anh ta đã dương tính nCoV. Rạng sáng ngày hôm sau, người đàn ông này bắt đầu ho khan, rát cổ, song vẫn di chuyển nhiều nơi. Trong khoảng thời gian ở khách sạn Lucy, thành phố Hải Phòng, anh gọi người đến truyền nước 2 lần, tiêm 1 lần. Truy vết của công an Hải Dương cho rằng, bệnh nhân 3051 khai báo quanh co khi lực lượng chức năng khai thác thông tin để điều tra dịch tễ. Điều tra viên của Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc thành phố Hải Dương phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, công an thành phố Hải Dương cùng vào cuộc, Tài mới chịu khai rõ lịch trình. Tài cho rằng bị lây nhiễm từ bên Lào, từ những người thường tiếp xúc bởi họ đều đã bị Covid-19. Khi về Việt Nam, Tài không đi đến nơi có ca nhiễm. Song từ khi về nước đến trước khi xác định nhiễm nCoV ngày 6 tháng 5, anh đã di chuyển qua 5 tỉnh là Hải Dương, Hải Phòng, Hà Nội, Hưng Yên và Hà Nam. Việc truy vết các F1 đang gặp khó bởi anh ta thường bắt xe ngoài đường, không nhớ rõ người tiếp xúc. Liên quan đến bệnh nhân 3051 này, hai nữ tiếp viên quán karaoke là F1, F2 đều đã dương tính, một người nữa đang là ca nghi nhiễm. Công an Hải Dương xác định sự việc có dấu hiệu của tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người khác, theo điều 240 Bộ Luật Hình sự. Công an đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý người này theo quy định. Việt Nam hiện có 10 tỉnh chung đường biên giới với Lào gồm Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Xuất nhập cảnh theo đường chính ngạch giữa hai nước đang hạn chế do Covid-19 bùng phát. Vì thế, tội phạm liên quan hoạt động trái phép đang gia tăng. Biên phòng các tỉnh miền Trung phát hiện hàng loạt vụ với các thủ đoạn như núp trong cabin xe tải, trốn trong thùng container, giả gái xuống sông tắm rồi vượt biên, đi theo đường mòn. Đáng buồn là những sự việc này thường có người Việt tiếp tay dẫn đường. Một cây làm chẳng nên non, một tay vỗ cũng không thành tiếng. Nếu chỉ có mỗi lực lượng biên phòng nỗ lực truy vết các đối tượng vượt biên trái phép, thì sẽ không chỉ bỏ lọt một mà còn rất nhiều trường hợp khác. Do đó, khuyến cáo người dân nếu phát hiện trường hợp nghi vấn từ nơi khác đến địa phương, từ nước ngoài về, cần nhanh chóng báo cho cơ quan chức năng để tự bảo vệ mình, người thân và xã hội.